Chào các bạn, hôm nay thì mình lại chia sẻ với bạn cách mà đây không có gì đèn minh chứng này các bạn. Các bạn có thấy không? Đây là tay của mình nè, nó đã bị chai. Đó, không biết các bạn nhìn có rõ không nè. Nói chung là lúc mà nó bị chai rồi thì cái màu nó không có thay đổi nhiều các bạn. Các bạn sờ vào thì mình mới thấy. Thì cái ngón tay của mình á, bây giờ rờ vào chỗ này nó hơi và cảm giác hơi bị cứng các bạn. Cứng và nó dạng như là giống như nó không cảm giác các bạn. Thì cái đó nó bị chai hết rồi. Thì hồi mình mới tập á thì thực sự rất là đau luôn á. Hồi đó tập mà nó đau mất, mình cứ nghĩ nó bị dây đòn nó cứa vào, nó bị rướm máu các bạn. Hồi đó là có những cái lần như vậy luôn á. Nó sưng lên. Tay mềm mà sau đó mình tập vào là sưng, nhất là những bạn nữ á, mình tập rất là đau. Đây nhiều bạn là nó bó cuộc ở cái bước đó rồi thì mình thấy rất là tiếc. Thì cái giờ thì nhắc nè, đàn vào nó nhỏ các bạn, cái lực tác động vào rất là lớn cho nên các bạn đàn rất là đau. Những bạn mà tập luyến dai nữa là rất đau kinh khủng nữa, đau hơn nữa. Hôm nay video hôm nay thì mình chia sẻ với các bạn cách tập như thế nào để cho mình đỡ đau, ít đau nhưng mà mình vẫn tập được đàn, mình không bỏ cuộc. Đó là như vậy các bạn. Thực ra là mình đã thấy nhiều bạn là có những cái mẹo, ví dụ như là mình mọi các bạn khuyên á, cứ tập đi, tập miết, tập thí vào, tập hoài thì nó quen thôi. Chỉ tuy nhiên đối với mình á thì cũng không phải có vừa mức độ thôi các bạn. Lúc nào mình đau có mình nghỉ đi, mình nghỉ một xíu cho tay đỡ đau là mới sao tập tiếp. Chứ các bạn đừng có tập đau quá, các bạn cứ tập là lỡ như nó sướt luôn, nó sướt nó rướm máu luôn thì lúc đó hậu quả là như nào, mình phải nghỉ tập đoàn mấy ngày nữa, tốn tiền thuốc men nữa, nó không có cần thiết. Nó cho nên là mình khuyên các bạn này, lúc bạn tập á chỉ có một cách thôi, đau quá thì nghỉ đi, tùy theo mức độ đau á nghỉ, nhưng mà nghỉ mình khoảng nhiều nhất là một ngày thôi các bạn. Cách một ngày là các bạn phải tập lại rồi, mình thấy như vậy nó quá đủ rồi chứ nó không phải nhiều. Tuy nhiên nó phải tùy cái vết thương của các bạn á, tay mà đau quá mình chịu không nổi á thì mình nghỉ, nhưng mà mình không được nghỉ lâu nha. Đó, mình cho các bạn cái giới hạn là một ngày thôi. Hồi đó mình tập á, lúc mình đau quá á mình nghỉ khoảng 5 phút thôi, mình lại tập lại, tập lại tiếp thêm mình tập được 3 phút cái mình nghỉ tiếp 1 phút. Đó, xong rồi tới buổi chiều mình lại lặp lại lần nữa. Nói chung là mình không có cố chèn ép nó cho nó đau liên tục đến khi nào tập được mới thôi. Mình sẽ chia nhỏ ra, lúc nào đau nghỉ khoảng 1-2 phút, 3-4 phút, 5-6 phút gì đó, các bạn thấy đỡ các bạn phải tập lại. Rồi sau khi mà tập lại á thì các bạn sẽ đi vào cái quá trình gọi là bị lột da các bạn. Đó, bị lột da luôn á, đè vào nhiều quá cái lâu ngày á, cái da tay ngã máu này nó bị cát ra, cái xong rồi tò mình rửa ra thì lúc mà rửa ra là giống như nó bị lột da non các bạn. Da bên trong, da non bên trong nó yếu lắm, nó mới có ra cái lớp đầu tiên á cho nên là nó rất là đau. Cho nên các bạn hãy từ từ, lúc mà lột da rồi á thì các bạn hãy nghỉ ngơi tí đi, khi nào mình thấy đỡ cái da nó chắc chắn rồi đó thì các bạn hãy tập lại. Đó là như vậy nha. Thì ra lúc mà cái vải mà nó đám ra rồi á thì lúc mình đè vào á nó đỡ đau hơn. Cái lớp da nó bị trát rồi mà mình tiếp xúc rồi đâu đau đâu, nhưng mà mình bấm nó không được chuẩn lắm. Đó thì nhiều bạn lại chia sẻ một cách là mình lại dùng keo 502 mình bôi vào, nó có đúng không các bạn? Theo mình là nó không đúng đâu. Đè như vậy thì có thể là nó sẽ đỡ đau đó, nhưng mà các bạn nghĩ lúc mà da nó mới lột cho non ra mà các bạn nhỏ keo 502 vào như thế nào, nó tất nhiên nó sẽ tổn thương rồi, có thể nó không đau nhưng mà lúc sau này các bạn rửa keo ra đó nó ảnh hưởng rất là lớn. Thì lúc đó nó bị trát, nó dính luôn miếng da vào, nó lột ra nữa thì sao, nó nói chung là nó lại tốn thời gian để mà phục hồi nữa. Đó thì tóm lại á thì các bạn hãy cứ tập và tối đa các bạn nghỉ một ngày thôi, đè vào đau quá thì nghỉ khoảng 1-2 phút, 3-4 phút gì đó lại tập lại một thời gian như vậy. Và các bạn phải chia nhỏ ra,
ví dụ như sáng là mình dành ra cỡ 5 phút thôi, mình đè vào cái hợp âm đó, xong trưa mình dành 5 phút nữa mình tập, tối mình là dành 5 phút nữa mình tập hợp âm đó, thì mình đảm bảo là khoảng 2 đến 3 ngày là các bạn sẽ nhuyễn được hợp âm đó luôn, mình đè nó chính xác luôn. Đó là như vậy, như các bạn đó chia sẻ của mình cái cách để mình tập sao cho mình khắc phục cái việc mà đau tai đó. Thì mình chúc các bạn hãy tập được cái những cái hợp âm mà mình thích nha.